hệ thống hoàn chỉnh lại cái công thức là điều trị đốt sống cổ. Thì như vậy á, là tôi muốn nhắc lại là sáng nay á, là cái đốt sống cổ á, là mình tiếng gọi chung thôi, mà đúng ra là bệnh ở từ vai trở lên. Thế thì như vậy á, những cái trường hợp phù tay, điếc tay, những cái trường hợp phù tay, điếc tay, mình cũng có thể là dựa trên cái công thức điều trị ở cổ vai gáy mà chữa phù tay, điếc tay. Tất nhiên á, là cái quy trình ban đầu á, thì thông thường là khi mình học á, thì mình dùng cái bài thuốc bơm máu, bơm máu. Khi mình bơm máu lên trên đầu rồi á, thì mình mới làm gì làm. Thế thì thay vì á, mình bơm máu thì mình dùng cái cặp đá mình làm nóng, mình vừa mở động mạch cảnh, mình vừa mở cổ trước khi mà mình tác động lên vùng cổ. Do đó là những cái bệnh mà ở vùng đầu mặt á, là mắt mờ là do tôi nói vậy để mọi người rõ chút xíu, để mấy là mình đi sai là cái phương pháp mà chẩn đoán cũng như điều trị. Tức là những người bệnh mà mình nhận bệnh là mình chữa bệnh ở cục sống cổ. Ví dụ như hôm qua mình đã biết là thôi quá cục sống cổ, thoái quá cục sống cổ, hay là thoát vị đĩa đệm cục sống cổ, ví dụ vậy. Nhưng mà cái triệu chứng ban đầu á, mà người ta đến với mình á, là ta mỏi vai gáy cổ nhiều lắm. Cái thứ hai là kèm theo cái chứng tê tay. Và mà rõ nhất á, là khi ta lái xe đó, thì cái xe nó dần á, thì cái tay ta bị tê. Thì mình biết cái đó là cái triệu chứng của bệnh ở đốt sống cổ rồi. Nói tới đây mọi người nắm rồi ha. Và những cái mà triệu chứng phía sau cái của đốt sống cổ nữa là gì? Là mắt mờ, là ù tai điếc tai, là mũi ngửi không có nghe mùi, lưỡi nếm không nghe vị. Tại vì cái hệ thống đó, giác quan mà ngủ cái năm cái giác quan mà của trên mà đầu mặt mình đó, nó liên hệ chặt chẽ với cái đốt sống cổ. Do đó cái triệu chứng chính là cái đốt sống cổ, nhưng mà triệu chứng phụ là những cái triệu chứng mà liên quan đến mắt, đến mũi, đến tai, đến miệng của mình. Do đó là khi mà mình chữa trị cho ai á, mà người ta nói là sau khi nói cái đốt sống cổ thì đứng rồi đó, thì mình phải hỏi thêm những cái mà liên quan đó, là mắt và tai mũi họng vậy đó. Tôi phải lặp đi lặp lại để mọi người hiểu cái tầm quan trọng của nó trong cái vấn đề chẩn đoán từ ban đầu, để sau khi mà mình điều trị á, thì mình mới đánh giá được cái sự liên quan mật thiết giữa cái đốt sống cổ với những cái bệnh ở trên đầu mặt. Thiếu một cái nữa, đó là chứng rối loạn tiền đình. Thì ra là cái chứng rối loạn tiền đình á, trước đây mình học bơm máu rồi mình làm tay này đó, thì bây giờ á, mình cũng làm như vậy, nhưng mình sẽ có thêm cái động tác khác nữa, đó là động tác điều chỉnh sự cân bằng của cái khuỷu tay trong. Chút xíu tôi hướng dẫn cái bài này hoàn toàn mới, thành ra là mọi người chú ý cái chỗ này. Thế thì rõ rồi, thiếu máu não, thiếu năng tuần hoàn não, rối loạn tiền đình, và những cái triệu chứng phụ ở năm cái giác quan ở trên đầu mặt đều liên quan đến cái đốt sống cổ. Mọi người ok chưa? Và bây giờ đến cái phần là khởi đầu. Sau khi chườm đá nóng xong, và thường á là chườm đá nóng á, mà tốt nhất á
là phải chôm khoảng 20 đến 30 phút. Thì lúc đó mình tác động á thì nó sẽ hiệu quả hơn. Rồi bây giờ mọi người nhìn lên đây nhé. Tại vì tôi muốn xem, đề nghị mọi người xem lại cái hình ảnh ở đây. Đấy, mình chuẩn bị, mình sẽ lặp lại cái quy trình chữa bệnh ở cột sống cổ sao cho nó hữu hiệu. Và mọi người nhìn đây nè, ha. Đây là những cái cơ vân, và đây là những cái màu xanh đó, là những cái điểm mà cơ vân bị tổn thương thì nó bị ảnh hưởng cái này. Tất nhiên là chiều nay á, mình sẽ học cái bậc cơ vân. Bữa nay là sáng nay là mình làm quy trình điều trị, thành ra mình chưa có đụng tới cái đó, mình sẽ nói sao. Ngay cái cổ và cái lưng thì chúng ta cũng sẽ phải tác động ở lưng và cổ nữa. Nhưng mà chiều nay tôi sẽ nhắc cái điểm tại sao mà lúc nào mình nên làm cái lưng, tại sao mà làm cái cổ. À, cũng như hôm qua mình có nói tới cái triệu chứng này nè. Khi mà bệnh nhân á, là vừa đau cổ vừa đau lưng, nhưng mà một cái đặc biệt nữa là họ đau thắt cái vùng bụng trước bờ bụng này. Thì mình phải chú ý những cái triệu chứng này nó sẽ đi kèm với nhau. Do đó khi mà mình tác động vô thì cái người bệnh nhân ấy, đang đau bụng ấy, mà ca đau mà đau thắt cơ vân đó nha, không phải là đau bụng bên phía trong mà đau thắt cơ vân thôi, mà mình muốn loại trừ như này dễ lắm. Mình chỉ nói với bệnh nhân đi cầu sao, đi tiểu sao, ta nói cầu bình thường, tiểu bình thường, không táo bón, không tiêu chảy, thì mình biết cái đó là đau ở cơ vân rồi. Người ta thấy đau hết cả những cái cơ bắp thì mình biết đó rồi. Và như vậy á, thì mình mới thấy rõ cái cơ vân á, sự liên hệ của nó là tại sao. Mọi người thấy nó đau từ cổ, nhưng mà cái dấu hiệu lan truyền của cơ vân là nó kéo từ cổ xuống thắt lưng. Do đó mình phải tìm cho điểm tắc của cơ vân để giải tỏa cái điểm tắc này. Khi mà mình giải tỏa sống cái điểm tắc đó thì những cái cơn đau nó sẽ biến hết. Và ở đây ấy, chúng ta sẽ thấy một cái điểm này là cái cổ của cái người bệnh nhân này mà nó bị ngay cái tổn thương ngay cái C1 và C2, thì cái cơ vân nó lan tỏa xuống dài. Và cái trường hợp này bệnh nhân người ta co cứng cổ, người ta xoay không được, ta cứng ta xoay không được, thì cái trường hợp này thì phải là bật cơ vân thì người ta sẽ xoay cổ lại bình thường. Hốt đi anh em, chùm cam nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125800 2299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123218 6688 hoặc 0983581652.